Đây VF3 ra xe hàng đang chở đi giao cho khách, đang về kho rồi, mang trong cái càng giờ đem đang về kho rồi. Thì đại khái nó có order nó mang tới. VF3 ở Việt Nam bây giờ chạy rất là nhiều. Mình cũng nghe bên Mỹ mình nghe nói là xe này được khách mua rất là nhiều, có nhiều người nữa tin nữa không, nghĩ là không có thật. Bây giờ đi order không có kịp hàng mà giao, không có hàng giao kịp luôn. Thì bên bây kia giờ order xong phải 6 tháng sau mới có hàng. Bên kia cũng nghe vậy đó, nhưng mà đặt cọc trong 6 tháng sau mới có hàng. Mà bây giờ mình thấy bà con chạy cũng bắt đầu nhiều dần rồi. Đó. Xe này anh Phú thích không? Thích, quá thích luôn. Tại sao? Nói gọn, nhỏ gọn, chạy trong thành phố rất là khỏe. Mà đỡ tốn nhiên liệu hơn xe xăng nhiều. Mà cái điểm đặc biệt nhất là cái gần nhà mình có cái trạm sạc. Cho nên là gọi là quá tiện luôn. Đem đi đâu về cái đậu vô cái trạm sạc kịch cái là đi về nhà. Nửa tiếng hồi sau ra đem xe về. Đi bộ mấy bước tới. Khỏe re. Đó là cái điểm mà nên mua. Nên mua VF3. Chạy trong thành phố nó rộng, nó nhỏ gọn, chạy đậu xe rồi nó cũng dễ. Nhất là bà xã rồi bà chạy ve tới ve lui rồi nó dễ hơn là cái xe nó dài. Cái chiếc sedan mình đi nó dài, bà xã nhiều khi tới chỗ Bắc Kinh đậu khó. Bà không xây sở được. Chứ cái xe này giao bà chạy ngon lành luôn. Rồi giá cả? Giá cũng mềm luôn. Giá có hơn chiếc xe Honda chút xíu. Xe mà giá là nhiêu anh cũng rẻ nói nhiều. 230 mấy triệu. 230 mấy triệu nếu thuê pin. Giờ mua pin đi. Mua pin thì hơn 300. Nhưng mà đa số người ta thuê người ta không mua. Mình trả nếu tháng. Mà tôi mua tôi cũng thuê chứ tôi không mua. Tức là mỗi tháng trả thêm tiền pin. Mỗi tháng trả tiền thuê pin á, không có nhiêu hết á. Cộng cả tiền thuê pin, cộng cả tiền sạc điện lại vẫn rẻ hơn là tiền xăng. Vẫn rẻ hơn tiền xăng mình đi. Mà cái cục pin mình thuê có nó có hư hao gì á là nó tự nó bảo hành. Nó sửa chữa cho mình luôn. Rồi đang chạy nó hư đem lại nó đổi hay là nó làm gì nó làm. Cái tóm lại hãng lo. Hãng lo. Nói một câu đơn giản hãng nếu lo. Nếu mà mình mua pin là hư pin là mình phải chịu. Mặc dù nó có bảo hành. Nó có bảo hành nhưng mà dù khi quá hết bạn bảo hành thì là mình phải tự lo rồi. Mình thuê thế cứ thế chạy khỏe re. Rồi tức là cỡ 15.000 đô, phải không? Pin thì thuê nó tự lo. Khỏe đó. Mình khỏi phải lo. Sau này có pin nó có hư thì cũng mình không lo thì họ tự đổi khác cho mình thuê mà. Thuê mà, đâu phải của tôi đâu, của mấy ông vui của tôi đâu. Nói chữ thuê là hiểu rồi. Rồi cái quan trọng nhất là chạy được bao nhiêu km? Chạy như hơn 200 á. Đấy tôi nói review nó chạy cũng hơn 200 km là hết pin á, từ chạy về gần không. Từ 100% xuống gần không là chạy cũng được hơn 200 km. Coi như là đi Vũng Tàu ok. Đi Vũng Tàu khỏe, Vũng Tàu Phan Thiết được. Trong thành phố ok. Trong thành phố thì khỏi nói rồi. Trong thành phố sạc pin đầy lần 200 cây số chạy. Nếu mà chạy nhiều chạy 3-4 ngày chưa hết. Còn nếu chạy ít có khi tuần lễ chưa hết. Thì bất cứ một cái món vật nào, như một cái xe, thì bao giờ nó cũng có cái điều hay. Thì theo anh nghĩ cái điều dở đó nhất, theo anh nghĩ là gì? Cái điều mà cần phải quan tâm. Dở bây giờ cũng chưa thấy nó dở cái gì. Vậy sao nói vậy? Chưa thấy nó dở cái gì. Chỉ có cái là tương lai á, tương lai về sau này nè, mình chỉ sợ là nhà nước tăng giá điện hay cái gì lên á, thì lúc đó nó sẽ là có vấn đề về cái giá thành, về giá điện mình chạy khi nó sẽ bị tốn tiền nhiều hơn. Chứ còn hiện giờ thì vẫn ok. Yeah. Với lại cái về nói về cái tuổi thọ của nó thì cái đường dài mình không biết. Mình không biết cái đường dài như thế nào. Bây giờ mình mới thì chạy thì thấy ngon á, nhưng mà không biết chừng vài năm nữa thì như thế nào mình chưa biết. Chưa có trải nghiệm, chưa có thực tế, chưa biết. Phải có thời gian
mới thẩm định được cái chuyện đó. Ồ, sao nhân đi hình chồng à? Lộn, đáng lẽ phải quẹo đây. Thì biết sao nói vậy thôi. Thầy không biết của mình. Chứ còn các cái vấn đề khác thì thông số khác là ok hết. Chỉ có điều mấy cái mà có những cái lặt vặt cái xe F3 này nó có mấy cái mình không thích là. Một là cái mâm nó xấu á. Nó làm mâm bằng sắt. Đen thùi nó ghê quá. Cái đó mua về phải độ lại. Phải mua mấy cái ốp á, mấy cái ốp mâm á, gắn vô thì cũng không mất tiền lắm. Với cái hai nữa cái kiến chiếu hậu của nó là không có điện. Đấy, phải bật bằng tay. Đó, hai xe, cái đó là hai cái dở nhất tôi thấy. Xe cổ tốt. Giống như xe cổ vậy. Classic, cố vô chế vậy. Classic. Rồi về cái trước mắt thì chỉ thấy có hai cái điều đó là mình không vừa ý thôi. Rồi bên trong cái không gian bên trong thì tụi nó nói cũng ok. Mình tính bữa nào đi lên chỗ mà cái xe nó ấy thử coi thực tế thế nào. Chứ còn hôm nay chỉ nghe tụi nó video nó trên YouTube rồi nó review rồi kia thôi thì nó nói cũng được, không đến nỗi nào chặt. Đó, cỡ 2-4 người đừng to con lắm thì đi cũng vừa. Chứ còn 4 Mỹ có vừa không được à. 4 người ngồi còn không gian để bỏ đồ. Bỏ đồ ít à. 4 người ngồi cái không gian nhỏ xíu, cái chỗ để đồ nhỏ xíu. Thì nếu đưa nếu mà 2 người á thì gặp cái ghế sau lại thì để đồ nhiều được. Thì nếu mà đi du lịch Vũng Tàu mà 4 người thì qua đêm thì anh nghĩ sao? Thì nó cũng có thể để được 2 cái vali nhỏ. Phía sau dựng đứng lên thì được, chở 2 cái vali thôi. Chưa biết cái đó phải vô coi cái xe thực tế nó như thế nào. Cái đó họ bán cái đồ để trên nóc đó, cái thùng. Rồi cái giá nóc thì cũng được chứ mà thấy nó hiu hiu lắm. Cái nóc á? Cái giá nóc đó, phải gắn thêm cái giá nóc vô rồi tốn tiền. Mình chạy không biết sao để đồ nặng lên lật thế mẹ. mình chạy mà chạy nhanh mà tới cái cua hay cái gì đó ở trên đó, cái lực ly tâm nó kéo ra xuống nguy hiểm. Theo em biết mấy cái xe mà nó phải xây mấy cái nó build mấy cái đồ để lên trên đó, thì nó build cái vàng ở dưới thường cứng đúng rồi. Nó cho vô nó lật nó móc hết rồi. Nó chạy nhanh thì mình hơi tốn xăng mình thôi, nó cạn gió. Nhưng mà nếu mình buộc dây thì không được, còn nếu mà nó đã xây cái đồ móc nó bắt vít vô thì không được. Xe này như ở trên nó có hai cái bát sẵn không ta? Phải coi. Có không? Có bát sẵn không? Để quên đi. Có bát để mà gắn giá nóc không? Vip này. Vậy Việt Nam mình to đùng. Anh người Việt Nam mà đi xe VinFast nhiều á. Nhiều. Nhưng mà thấy cái xe xăng của nó từ hồi mà bắt đầu nó ra xe xăng tới giờ chạy nay cũng lâu rồi chứ. Tôi nhớ hình như cũng phải ít nhất cũng phải 5 năm rồi đó. Vẫn chạy tốt đâu có sao đâu. Cái xe xăng vẫn ok luôn á. Thì tôi nghĩ cái xe điện chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Đó là anh Mr. Phú mới phát biểu cảm tưởng về chiếc xe VF3. Đó là những gì anh tìm hiểu được và bạn bè qua nghe lại. Thì anh bữa nào anh tới tận nơi anh lái thử và coi không gian ra làm sao. Nhưng mà thấy anh Thú có vẻ tâm đắc lắm. Đấy, cái vẻ rất là muốn sẽ có một chiếc trong tương lai gần. Hy vọng lần sau mình về anh Phú có xe đó cho mình chạy thử. Xe phân điện. Mr. Linh cho mượn 10.000 đô đi. Trả dần. Chứ nhỏ. Nói chạy chứ nó cũng cho trả góp hả? VinFast cũng cho trả góp mà. Bỏ tiền một phần ít, 1/3 số tiền đó. Giờ nhà nó cho trả góp nữa mà. Cho đại góp mà. Nếu anh có đủ điều kiện kinh tế tài chính ổn định để góp tiền thì anh cứ mua. Mình là mình thấy cái này anh Phú có nói thì mình có coi trên mạng từ bên đó mấy cái video YouTube họ chiếu gần để nói đúng cái niền á. Họ để cái niền thô, cái mâm á, cái niền á, cái niền của bánh xe đó. Xe Honda mới gọi cái niền, còn cái xe hơi mới gọi cái mâm. Đó, cái đó nó hơi để cái màu sắc nó hơi thô.
thì cái người làm chủ chiếc xe hơi người ta rất là quý, người ta quan trọng, nhất là đàn ông ấy, họ quan trọng cái này lắm, cái mâm lắm, phải cho nó đẹp đó. Một là niềm đúc luôn, mâm đúc luôn. Hai là mình có cái cover lên, phủ lên trên, sơn bạc, sơn đại khái vậy đó. Thì cái đó nếu mà nó làm sẵn thì tốt. Cái đó mình nghĩ rất rẻ, cái miếng cover nó rất rẻ, mà cái người mua họ, họ sẽ thích hơn. Thì không biết họ làm họ có cái ý gì hay không, thì khi mình không nhìn ra không chắc họ có ý gì. Nhưng mình cảm thấy mình không thích thì mình nói ra cái ý kiến chủ quan của mình thôi. Họ đây khá như vậy. Tôi nghĩ chẳng qua là nó muốn giảm giá thành thôi. Mà cái đó em biết rất rẻ. Để cái mâm đúc đó, đẹp bằng hợp kim đó, thì nó khác. Còn những cái miếng phủ lên không đó, nó rất là rẻ. Đại khái như vậy. Ốp, ốp, ốp mâm cover, wheel cover, ốp, cái phone nữa, có cái vỏ bọc. Ok, tạm thời là Mr. Phú nhận định về chiếc xe VF3. Bạn nào đang tính mua, em biết nhiều về xe VF3 thì xin cho ý kiến. Chiếc xe nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, rất là kinh tế, chạy vòng vòng thành phố, đi chơi xa có thể như Vũng Tàu thì được, đừng đi xa quá. Phan Thiết được, Vũng Tàu, Phan Thiết ok. Đừng đi lên Đà Lạt. Không, Đà Lạt cũng được luôn. Leo dốc mà hết xăng cái là chết. Mình sạc cái pin điện cho đầy vô, ai biểu để cho nó hết pin. Cái thứ hai là nói là cái số mao, số km chứ, nhưng mà tùy ra mình chạy. Nếu mùa nóng mình để mà xăng máy lạnh nhiều quá thì nó bị mau mòn, mau hết. Rồi các bạn phải trừ hao lỡ nó kẹt xe. Đó. Tính là tính như vậy, kẹt xe của nó. Để mình kia mấy đứa đi mấy chiếc cái điện. Đúng rồi, tính là số mao đi chơi xa tự nhiên cái gặp kẹt xe cái tiếng, 2 tiếng, có khi 3 tiếng. Là rất là xanh mặt. Đó. Ok, cảm ơn các bạn nào, chúc các bạn nào mua xe VF3 thì enjoy, thưởng thức chiếc xe VF3. Và mỗi nào các bạn nào đã từng đi rồi hoặc là biết chiếc xe đó, vui lòng comment bên dưới. Xin chào.